Xin chào các bạn, trước mặt các bạn đang là một cái sản phẩm máy tính bảng được rất nhiều bạn quan tâm bây giờ, đó chính là Mi Pad 4. Thực ra nếu mà nhắc tới máy tính bảng ấy, thì chắc là các bạn cũng thường để ý đến những cái sản phẩm iPad thôi. Tuy nhiên là đối với cả những cái sản phẩm máy tính bảng chạy hệ điều hành Android ấy, thì chúng ta không có quá nhiều những sự lựa chọn máy tính bảng mà lại giá rẻ hấp dẫn. Bình thường ấy, thì chúng ta sẽ có Samsung này rồi là Sony nhưng mà giá rất là cao. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có Acer, nhưng mà Acer ấy thì cái máy tính bảng của nó, cái cấu hình của nó lại không được mạnh mẽ như là các máy tính bảng của Xiaomi. Và hôm nay chiếc Xiaomi Mi Pad 4 với con chip Snapdragon 660 sẽ là một trong những cái sản phẩm máy tính bảng giá rẻ có cấu hình cao được nhiều bạn mong chờ bây giờ. Các bạn có thể thấy luôn là cái sản phẩm mà mình đang cầm ở trên tay này nó vẫn còn nguyên siêu luôn. Đó, và phía mặt trước này nó có ghi cái số 4 và cái dòng chữ logo của Xiaomi ở góc trên bên phía tay phải. Ở phía bên cạnh thì chúng ta có in thêm các thông tin về tên của sản phẩm đây, đó bằng tiếng Trung Quốc thôi. Và phía sau này thì chúng ta có in các thông số về sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm này sẽ chạy con chip Snapdragon 660 này, rồi là nó sẽ là một sản phẩm với màn hình là 8 inch, độ phân giải là Full HD này, nó sẽ có viên pin dung lượng là 6000 mAh. Và ở phía dưới này thì có in thêm cái thông tin về cái phiên bản của sản phẩm này. Thì cái phiên bản mà mình mở hộp ngày hôm nay cho các bạn sẽ là cái phiên bản bộ nhớ RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và nó được sản xuất rất mới vào tháng 6 năm 2018. Đó, bây giờ thì mình sẽ bóc siêu của sản phẩm ra nhé. Siêu mới của các cái thiết bị Xiaomi thường là nó sẽ rất chặt. Đó, mình phải cậy hết lực của móng tay như này thì mới có thể rạch được siêu này ra. Rất là chặt luôn. Rồi, và chúng ta đã bóc được siêu của sản phẩm này ra, bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra xem nhé. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc Xiaomi Mi Pad 4, một phiên bản màu đen, đen từ đầu đến chân luôn. Mình sẽ để cái sản phẩm này qua một bên đã, để xem ở bên trong phụ kiện nó sẽ có những cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái củ sạc luôn, chắc chắn là phải có củ sạc rồi. Tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Đây. Và bây giờ thì chúng ta đã có thêm một cái que chọc SIM ở đây rồi. Và đây là cái thế hệ Mi Pad đầu tiên có hỗ trợ cái SIM 4G. Và chúng ta có cái que chọc SIM ở đây. Cái thế hệ Mi Pad cũ đó là Mi Pad 2 cũng như là Mi Pad 3 ấy, thì chúng ta chưa có cái que chọc SIM vì nó không hỗ trợ cái khay SIM. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp. Đây là sợi cáp USB Type-C luôn. Đó, và như vậy là tất cả những cái phụ kiện của sản phẩm này mình đã cho các bạn xem rồi. Quay trở lại với cả cái chiếc Mi Pad 4 của chúng ta ấy, thì các bạn có thể thấy luôn đó là ở cái phía mặt trước này thì cái viền trên dưới cũng như là cái viền trái phải của cái sản phẩm Mi Pad 4 này thì so với cả Mi Pad 2 và Mi Pad 3 thì nó đã làm mỏng hơn rồi. Và đối với cả cái một cái chiếc máy tính bảng như này thì mình thấy là cái viền trên dưới cũng như là viền trái phải làm như thế này ở mức độ chấp nhận được, nó không quá dày cũng như là không quá mỏng. Và chúng ta có thể thấy luôn là ở phía mặt trước này chúng ta sẽ có một cái camera tự sướng với độ phân giải là 5 megapixel. Camera tự sướng này thì nó đặt luôn ở chính giữa của sản phẩm này luôn đó. Và bên cạnh là các cảm biến của sản phẩm này, và các bạn có thể thấy luôn đó là mình sẽ vuốt từ dưới lên để thoát cái camera này ra. Thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái tính năng mới của cái phiên bản MIUI mới ở trên cái sản phẩm Mi Pad 4 này. Và phía dưới này thì chúng ta hoàn toàn không có gì cả, bởi vì là ba cái phím điều hướng thì nó đã để ở bên trong màn hình này rồi, và chúng ta có thể ẩn được ba cái phím điều hướng đó đi bằng cái cách là chúng ta vuốt từ dưới lên như này để ở cái phần full screen là được. Đây, các bạn vào phần full screen display như này và các bạn chọn cái mục thứ hai này là các bạn đã có thể sử dụng cái chiếc Mi Pad 4 của mình, rất là giống với cả các cái thiết bị Xiaomi điện thoại bây giờ. Ok. Tiếp theo nữa nào, ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay chứa SIM. Đây là cái điểm mới của cái chiếc Mi Pad 4 so với Mi Pad 2 và Mi Pad 3. Bởi vì là Mi Pad 2 và 3 thì nó không có khay cắm SIM. Và cái khay này thì nó chỉ chứa một SIM 4G duy nhất mà thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có hai SIM được rồi. Thực ra là nếu mà bạn nào mà thích hai SIM ấy, thì cũng có lý đấy. Bởi vì là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái SIM dữ liệu 4G của Viettel, hoặc là thêm nữa một cái SIM của Vietnam Mobile, đấy, cái thánh SIM chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên là cái sản này nó chỉ có một SIM mà thôi. Đấy, có là tốt rồi. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm cái phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng, và cái độ đàn hồi của những phím này thì rất là tốt, rất là giống như kiểu các cái thiết bị điện thoại của Xiaomi. Độ đàn hồi của các phím này khiến mình rất là ưng ý. Ở phía bên cạnh dưới này thì chúng ta sẽ gồm một cổng USB Type-C, và ở hai bên cạnh thì nó là hai loa luôn nha, chứ không phải là một bên loa một bên giả loa đâu. Đây là loa kép luôn các bạn ạ, loa kép ở phía đáy máy. Và phía bên cạnh trên này thì chúng ta sẽ gồm một giắc cắm tai nghe 3,5mm
kèm theo đó là một cái mic để thu âm. Ở phía mặt sau này thì các bạn có thể thấy luôn là chúng ta sẽ xuất hiện thêm một cái giải nhựa để cho máy có thể thu phát sóng được tốt hơn. Bởi vì là năm nay nó có thêm sim 4G này, chắc chắn là nó phải có thêm một cái giải nhựa ở phía trên này rồi, rất là giống với cả các thiết bị iPad. Và phía bên trái ở góc trên chúng ta sẽ có một cái camera nó khá là lớn và cũng tương đối lồi. Cái camera chính này nó sẽ có độ phân giải là 13 megapixel. Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái logo của Xiaomi và dòng chữ là Design by Xiaomi ở đây. Đó là những cái thông tin về cái giỏ này. Và cái mặt lưng của nó thì nó là kim loại. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy luôn là cái mặt lưng này mặc dù là kim loại nhưng mà nó vẫn để lại những cái dấu mồ hôi và vân tay ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mặt trước của máy nhé. Thì máy của chúng ta sẽ sở hữu một cái màn hình với kích thước là 8 inch, độ phân giải là Full HD. Và như đã nói ở đầu video thì mình có nói với các bạn rằng là cái phần viền trên dưới này và cái phần viền bên trái bên phải của nó, nếu mà so với cả một cái chiếc máy tính bảng ấy, thì nó tương đối nhỏ gọn. Và cái tỷ lệ màn hình của nó chiếm tới 77,1% cái diện tích mặt trước như thế này thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Và cái mật độ điểm ảnh cho ra ở trên cái sổ này nó rơi vào khoảng 283 ppi, nghĩa là đối với một chiếc máy tính bảng, mật độ điểm ảnh sấp xỉ gần 300 ppi là cái mức độ chấp nhận được đối với cả một cái chiếc máy tính bảng, nếu không muốn nói là cao. Và cái phần mà các bạn quan tâm nhất có lẽ đó chính là cái phần thông số cấu hình về mặt hiệu năng của cái sổ này ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta sẽ vào phần My Device và chúng ta sẽ thấy luôn đó là cái sổ này nó chạy một con chip rất mạnh mẽ, đó là Snapdragon 660, đi kèm theo đó là viên pin 6000 mAh, camera chính với độ phân giải là 13 megapixel, màn hình với kích thước là 8 inch, RAM của sổ này sẽ là 4GB, đây là phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong sẽ là 64GB. Và khi mà mình kích vào cái phần bộ nhớ trong như này, máy của chúng ta chưa cài thêm bất kỳ một ứng dụng nào thì nó sẽ còn chống là 52,6GB. Và cái phần chiếm dụng của hệ điều hành hệ thống nó sẽ rơi vào khoảng 10,47GB ở đây. Về phần mềm ấy thì cái chiếc máy này nó chạy sẵn phiên bản Android 8.1.0 dựa trên nền tảng MIUI 9.6.3.0. Đó, và đây là một trong những cái nền tảng MIUI rất là mới cũng như là Android khá là mới rồi. Và ở ngay ngoài màn hình này thì chúng ta có thể thấy luôn là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái bản cập nhật nữa cho cái sổ này. Đó, bây giờ thì mình sẽ chưa thể reboot lại cái chiếc máy tính bảng này để cập nhật lên. Bởi vì sao? Mình đang review cho các bạn mà. Đó, tiếp theo nữa thì đối với cả cái phiên bản MIUI 9.6 này thì thực ra là từ MIUI 9.5 trở lên ấy là chúng ta đã có những tính năng. Ví dụ như là chúng ta vuốt từ dưới lên như này để có thể thoát ra khỏi ứng dụng về màn hình home. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên và chúng ta giữ im thì chúng ta sẽ ra cái phần đa nhiệm của cái sổ này. Đó, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ kéo từ bên trái sang hoặc là kéo từ bên phải sang. Đây, cái này thì rồi, đây, kéo từ bên trái sang nhé. Đó, để thoát ra, hoặc là kéo từ bên phải sang cũng được để thoát ra này. Đó là những cái tính năng mới mà nó đã xuất hiện ở trên những cái chiếc điện thoại Xiaomi trước khi là nó xuất hiện trên cái chiếc Mi Pad 4 này. Và tiếp theo nữa là cái sổ này thì nó có hỗ trợ nhận diện khuôn mặt luôn. Các bạn sẽ vào cái phần Lock Screen and Password này. Đó, xong sau đó thì chúng ta sẽ set up cái nhận diện khuôn mặt ở đây. Ở đây thì mình đã set xong rồi. Đây các bạn có thể thấy luôn nhá, mình sẽ bật lên này. Đó, nó rất là nhanh luôn. Thực ra là ở đây là nó có vướng cái máy quay nên là nó phản hồi nó không được tức thì. Và tiếp theo nữa là cái đèn của mình đang bật này nó rất là sáng nên là nó phản hồi không tức thì. Chứ còn bình thường ấy, mình để bình thường thì cái này nó phản hồi cực kỳ nhanh luôn. Đấy, đây chính là cái nhận diện khuôn mặt của cái sổ này. Bởi vì là cái sản phẩm này thì nó không có cái cảm biến vân tay nên là nó bắt buộc nó phải dùng cái nhận diện khuôn mặt qua các cảm biến ở phía trước này để cho nó có thể mở khóa được cái màn hình ra. Đó, rất là nhanh thôi, nếu mà không vướng cái camera mình đang quay như này. Và như vậy là mình vừa mới mở hộp cái sản phẩm Xiaomi Mi Pad 4. Có lẽ là năm nay Mi Pad 4 có những cái đồ điểm nổi bật như này. Thứ nhất đó là nó chạy một con chip cực kỳ mạnh mẽ Snapdragon 660 và 4GB RAM. Tiếp theo nữa là cái sản phẩm này năm nay nó đã hỗ trợ thêm cả sim 4G ở đây rồi. Và cái phía mặt lưng như này nữa thì nó có thêm một giải anten. Và tiếp theo nữa là ở cái phía mặt trước này thì các bạn có thể thấy luôn đó là cái thiết kế của nó đã gọn hơn, nó đã mỏng hơn rồi. Đó là những cái điểm khác biệt của cái chiếc Xiaomi Mi Pad 4 này. Và thực sự là cái điểm mà mình mong chờ nhất đấy chính là cái phần test game ở trên con chip Snapdragon 660 ở trên chiếc Mi Pad 4 này. Ở trên điện thoại thì nó rất là mạnh mẽ rồi, còn không biết là trên máy tính bảng thì Xiaomi sẽ tối ưu hóa như thế nào cho sổ này.
Còn các bạn cảm thấy sao về Xiaomi Mi Pad 4? Và theo mình thì Mi Pad 4 nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả các thiết bị iPad mini. Thì các bạn cảm thấy sao? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.